Sau hơn 2 năm chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 thì bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang gặp không ít khó khăn. Nhằm giúp bà con có điều kiện tái sản xuất, nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã được triển khai ở khu vực này. Giống như nhiều hộ nuôi tôm tại Bạc Liêu, anh Biển rất vui vì chưa được ngành nông nghiệp hỗ trợ nguồn giống để tái sản xuất. Thì em thả khoảng 5 đến 7 triệu trên một vụ mà được hỗ trợ vì nông dân rất là phấn khởi. Tại vì dịch giả rất khó khăn. Đợt này công ty chúng tôi ủng hộ 5 triệu tôm giống cho bà con. Mong muốn của chúng tôi là đưa con tôm giống tốt để cho bà con nuôi cho hiệu quả và giảm chi phí cho người dân nuôi tôm. Trung bình một bọc tôm như thế này thì có giá bán thị trường là khoảng 200.000 đồng. Việc được doanh nghiệp hỗ trợ 100% sẽ giảm đáng kể cái chi phí đầu vào cho bà con nông dân. Còn với bà con trồng lúa hay cây ăn trái, ngoài hỗ trợ phân bón, các nhà sản xuất uy tín còn tích cực triển khai nhiều chương trình đồng hành thiết thực. Phối hợp cùng với các tỉnh để có những cái hoạt động mang tính khuyến nông, hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng phân bón một cách hợp lý và đồng thời nữa là cũng giới thiệu đến những cái sản phẩm mà giúp cho bà con có thể tiết kiệm hơn trong quá trình canh tác và sử dụng. Năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng giá trị toàn ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng dương gần 3%. Xuất khẩu đạt kỷ lục với 48 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Việc tích cực đồng hành hỗ trợ kịp thời nông dân tái sản xuất sẽ là điều kiện để ngành nông nghiệp tiếp tục bứt phá, phát triển và trở thành bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế.